thì nó chỉ một cái sẽ là kiểu tay chăn lợn tay nghề rất là cao. Món này chào nhìn là hấp dẫn đấy nhỉ. Hai cái nóng không? Cái lòng giả, lòng giả sau này mình ăn mình đồ qua của này nhỉ. Đồ qua không chào. Hôm nay là hôm nay học được thêm bí quyết của chị gái. Các bạn đặt cái tường ngoài đó. Tường ngoài đúng không? Cứ luộc qua chao nó mới nhìn nó mới hấp dẫn nó đẹp. Đặc biệt có cái dưa này ăn ngon. Đúng rồi. Tí nữa để phần cho mũi đại TV một chút. Lấy hai cái ngon. Ngon. Các bác tìm ra cái lòng này. Các bác cái lòng này nữa. Đấy. Dưa. Cháu khuyến mại cho bác cái lá lách này luôn. Các bác thái một cái lá lách này nữa. Khuyến mại là lách. Úi giời ơi nha, nhớ nha, có một người được khuyến mại thì anh em cứ đòi nha. Mình bán hàng khuyến mại là chuyện bình thường. Thì nó đòi. Khuyến mại. Thì nữa anh em mình cũng đòi khuyến mại của chị. Để lên thì có gì đâu mà. Khuyến mại của chị. Khách hàng là người mang tiền đến cho mình cơ mà. Đúng rồi. Bác ơi, mình là người mang đến món ăn ngon cho khách hàng. Có túi, có túi dưa cho bác. Dưới này còn một đĩa rồi. Túi bóc vào túi bé. Lấy cái túi bé bóc cho bác đi thôi. Đây bao nhiêu 20 dưa nữa này. Không, dưa này là theo lòng luôn. Dưa theo lòng cho bác luôn. Cho bác đi. Đây, hôm nay bán trên hội Ngô Sơn này. Bán đắt hàng lắm. Anh em. Túi to thôi. Nhiều lòng mình ngon thế nhỉ. Luộc qua chao này nó đỡ tanh hơn là chị. Ừ. Với lại cho nó hấp dẫn hơn. À hấp dẫn hơn. À nhìn luộc ra nhìn nó đẹp hơn. À. Giòn hơn đấy nhỉ. Đây có phải là đưa đây lòng già. Lòng già chứ chị ơi. Chọn được cái lòng ngon thế. Đúng rồi. Ngon không? Lòng già ngon. Quái khẩu nhiều người đấy món này. Trong này là lúc nào cũng cũng thêm bồi lòng vào đây. Đấy. Đấy. Giá cái này lòng già lắm. Lòng già. Kia lòng con. Đây, đến rồi đây. Đấy, khu vực trong này rất nhiều lợn quay. Đấy, chuẩn bị. Đây là một con lợn quay sắp sửa. Công chí này có cái nón này đẹp lắm. Con nón non dê à? Em hay đi chân trâu. Con lấy thế này rồi em à, rồi một đĩa 100 thập cẩm thưởng thức luôn ở đây luôn. Các bạn đang bây giờ sẽ làm tí rồi về để dưa nhé. Quay như bá một trăm. Xem hai giờ rồi. Hấp dẫn lắm nhỉ? Đấy. Đây, thấm rồi. Ăn ngon nhỉ. Mang về à, mang về để cho chị. Em làm miếng nhá, ăn được không? Ở đây ăn được không? Cái này. Cho em bốc miếng nhá. Bốc nhìn ngon quá nhỉ. Cứ phải bốc quá cho nó vào. Chứ cho em cả lòng non là lòng già nhá. Ừ. Phải xem có miếng. Ừ. Ăn nóng ngon hơn nguội. Bảo Tân chặt cho ít lượt quay nữa. Ngon nhỉ? Ừ. Luộc lên chao ngon nhỉ đúng không? Đang đói này ngon. Đúng rồi, đang đói ăn thì ngon. Kèm dưa. Chao dài ngon hơn. Ừ. Thật ăn bốc cái gì cũng ngon. Đã bảo có 3 thứ ăn ăn bằng tay ngon rồi. Ừ. Thịt gà, đàn bà và gì đấy, lòng lợn. Đấy nhá, 100 nghìn đầy đặn nhá. Vâng vâng.
chiếu lấy tiếp. Đó, ngon lại xuống ăn tiếp. Mang cho em về, em mang lên trên trạm ăn. À, mình đánh giá luôn món lồng lợn ở đây nha các bạn nha. Mình ăn ở đây ăn thử luôn là quán thấy ngon lắm. Đấy, chứ không cần phải mang về thử nữa. Riêng nói ở đây là ăn là thấy ngon rồi. Món gì thấy ngon rồi. Vâng.